Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Biệt đội siêu anh hùng phần 1. The Avengers là bộ phim với sự quy tụ của các siêu anh hùng như người khổng lồ xanh, thần sấm, đội trưởng Mỹ, Iron Man. Trong bộ phim này, các siêu anh hùng không nằm trong mục đích của chính họ. Nhưng vô tình, khi trái đất đứng bên bờ xâm lấn, tất cả phải nắm chặt tay nhau để đẩy lùi nguy cơ diệt vong của trái đất. Loki đã đến tỉnh The Azure, khu này trao cho Loki cây quyền trượng có gắn viên đá tâm trí. Hắn muốn Loki cướp khối lập phương T-Sec, chỉ có khối lập phương mới có thể mở được cánh cổng không gian, lúc đó quân đội của hắn sẽ xâm chiếm trái đất. Loki sẽ là người dẫn đầu binh đoàn Chitauri, thực hiện giả tâm trả thù con người vì đã xem thường hắn ta. Nhưng nếu thất bại thì The Azure sẽ làm cho Loki thật sự đau khổ hơn cả chết. Lúc này ở trái đất, Nick Fury, giám đốc của tổ chức, bước xuống từ trực thăng. Đây là trung tâm nghiên cứu thử nghiệm khối T-Sec, nơi việc sơ tán đang được gấp rút, đưa người dân đến nơi an toàn, việc này cần phải được làm trong vài giờ. Tiến sĩ Eric là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại đây. Ông lý giải cho Fury rằng khối T-Sec đang kích hoạt phát ra nguồn năng lượng bất thường. Nó đang tự hoạt động và phát ra bức xạ nguy hiểm, và những tia gamma này thật sự đáng sợ. Đặc vụ Barton nói với Fury khối lập phương là cánh cửa tới một cực khác ngoài không gian. Cánh cửa được mở từ hai phía mà, anh nói chưa dứt lời, khi biên đá T-Sec bắt đầu rung chuyển, phóng ra một tia sáng cực mạnh về phía trung tâm. Cánh cổng không gian dần mở ra, Loki xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, trên tay hắn là cây quyền trượng của The Azure. Loki tấn công Fury cùng những người nơi đây, hắn dùng quyền trượng thôi miên đặc vụ Barton và sau đó là tiến sĩ Eric cùng một số người khác. Fury thấy tình thế bất lợi, ông liền lấy khối lập phương cho vào ba lô và rời đi. Loki đã biết và chặn Fury lại, mục đích của ông ta là câu giờ cho nơi này phát nổ để giết chết Loki, hắn sai người bắn chết Fury và cướp lấy khối đá. Khi vừa ra tới cổng, Fury đã thông báo cho đặc vụ Hill biết rằng chúng đã trộn viên đá, nhưng bọn chúng đã lên xe rời đi. Cô liền lái xe đuổi theo sau bọn chúng, cô lái xe chặn đầu chúng nhưng rất nhanh đã bị Barton bỏ lại phía sau, lúc này cánh cửa không gian bắt đầu sụp đổ. Fury và thuộc hạ của ông đã lên trực thăng an toàn rời đi, mặt đất phía dưới bị hút vào cánh cửa, Fury dùng trực thăng chặn đầu xe của bọn chúng. Tuy nhiên Loki chỉ cần dùng chút sức mạnh của quyền trượng đã dễ dàng bắn hạ chiếc trực thăng, vậy là hắn đã cưỡng mất với khối lập phương T-Sec. Fury cảnh báo mức độ 7 an ninh, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh giữa con người và lực lượng sâu xa ngoài trái đất. Fury họp mặt cùng các nhà lãnh đạo trong tổ chức an ninh thế giới, ông lý giải rằng Loki khơi mào chiến tranh, hắn không phải là thần dân Asgard, hắn dựa vào sự trợ giúp của một thế lực đen tối. Bây giờ chúng ta cần một lực lượng để phản kháng, ông đề nghị dự án siêu anh hùng cần được phục hồi. Tuy nhiên đám người này từ chối ý kiến của ông, họ cho rằng các siêu anh hùng là kẻ quái dị. Nhưng Fury đã đặt lòng tin vào các siêu anh hùng bảo vệ con người, họ sẽ chiến thắng. Dự án Avenger bắt đầu tìm lại những siêu anh hùng đã bị lãng quên. Tại một nhà kho của nước Nga, cô gái xinh đẹp này đang bị trói để thẩm vấn bởi vì cô ấy là quá phụ đen nổi tiếng, tướng chỉ huy muốn cô khai báo thông tin mật hoặc sẽ bị tra tấn. Vừa cầm kìm nhổ răng cô gái, một cuộc điện thoại gọi đến, nếu không đưa cô gái nghe máy thì nơi này sẽ nổ tung. Đầu dây bên kia là đặc vụ Phil, anh ta nói là ba tên đã bị mua chuộc và phản bội lại tổ chức. Cô nói anh hãy đợi máy, sau đó bắt đầu tấn công những người này. Các bạn không nên xem thường những cô gái đẹp nhé. Nhiệm vụ đầu tiên là thuyết phục tiến sĩ Banner chính là người khổng lồ hấp trở về. Tại sở Ấn Độ, một bé gái chạy thật nhanh đến cầu cứu bác sĩ Banner. Người nhà cô bé bị bệnh dịch nặng sắp chết. Bác sĩ Banner nhìn cô bé không thể nào ông từ chối được. Banner bám sát con bé đi đến một ngôi nhà lụt sụp. Con bé đã trốn mất tích. Lúc này một người phụ nữ bước ra chính là đặc vụ Romanoff. Bác sĩ Banner khen cô thông minh khi rủ anh ra khỏi thành phố. Nơi này chắc hẳn đã bị bao vây. Cô gái nói chỉ có anh và tôi mà thôi, còn giới thiệu mình đại diện cho tổ chức siêu. Cô đưa hình ảnh khối lập phương Tesseract cho tiến sĩ Sen. Romanoff giải thích viên đã bị đánh cắp và nó phát kia gamma để lùng theo. Và không ai biết được về gamma nhiều như Banner. Anh hét lên giận dữ với Romanoff, cô nhanh tay chĩa súng vào Banner. Thật ra anh ta chỉ muốn xem phản ứng của cô gái này thôi. Anh bảo chúng ta có thể làm việc này nhẹ nhàng mà không dùng quân đội và vũ khí nè. Lúc này, Romanoff mới hết phòng bị và bảo quân lính phía bên ngoài rút lui. Ở một nơi khác, anh chàng Roger đội trưởng Mỹ đang đánh bao cát, anh nhớ lại nỗi ám ảnh của thời Thế chiến. Khối T-Sec đã làm Roger đông cứng toàn thân, trong suốt thời gian 70 năm anh đã ngủ đông suốt. Dixon chỉ vì Fury đến tìm Roger, anh nói với Fury khi mình ra đi thế giới vẫn còn chiến tranh. Lúc tỉnh dậy họ nói đã chiến thắng, mà không kể đến những mất mát. Nhiệm vụ mà Fury giao cho đội trưởng lần này, đó là khối T-Sec làm anh bị đông cứng năm xưa. Cha của người sắt đã vớt nó lên cùng với anh, hỏi ai đã lấy trộm nó. Sau đó, tiến sĩ nói anh cần phải hòa nhập nhiều thứ nếu tham gia biệt đội lần này. Ông còn cáo với anh $10, sau đó Roger rời đi và nói các người lẽ ra nên để viên đá đó dưới biển sâu. Dưới đáy đại dương, tỷ phú người sắt Tony Stark đã lắp xong đoạn cáp cuối cùng. Đây là công trình năng lượng sạch lấy tòa tháp Stark làm tâm điểm của nguồn năng lượng này. Và ông đang chuẩn bị nhân rộng ra cho các tòa tháp khác của ông.
You disconnected the transmission. Power is about to be coming. Moment, remember? Stark hạ cánh nơi sân thượng của ngọn tháp, vòng tròn này tháo dỡ các chi tiết của bộ giáp da. Vợ ông đang kiểm tra mức độ ổn định của nguồn năng lượng. Stark khen vợ mình, tất cả những thứ này đều như bàn tay khéo léo của cô làm. Ông nói tòa tháp này là thành quả của chúng ta. Em đã có 12%. Stark nói công trình tiếp theo sẽ đặt tên của em. Hai vợ chồng đang vui vẻ bên nhau thì đặc vụ Finn đã mở cửa vào. Finn đưa cho Tony một máy tính chứa các thông tin của vụ trộm khối Tesseract. Stark vừa kiểm tra vừa nói với vợ là đáng lẽ chúng ta đã có thời gian bên nhau. Cô gật đầu nói em cũng đã tận hưởng 12% rồi. Các thông tin hiển thị lên đúng là sự việc nghiêm trọng hơn, ông nghĩ, bởi vì vợ ông phải bay sang thành phố khác nhân rộng công trình tòa tháp. Finn hộ tống Roger về căn cứ, Finn nói mình rất vinh dự khi được gặp anh. Finn đã có mặt khi đội trưởng còn đang hôn mê. Không những vậy, ông cũng góp phần nhỏ trong việc thiết kế bộ quân phục. Roger nói nó vẫn trong cổ biển à, Finn lý giải mọi việc diễn ra đều đưa ta tới ánh sáng, ai cũng cần có một chút lỗi thời. Loki chỉ đạo tiến sĩ Eric vào thuộc hạng ngày đêm chế tạo để mở cánh cổng không gian. Cuối cùng đã đến căn cứ của tổ chức, nhìn các máy bay Roger cảm thấy thật thân quen. Tại đây anh gặp được tiến sĩ Banner, cả hai phát hiện ra họ đang đứng không phải là một chiếc tàu, mà là một chiếc hạng bay hạng nặng. Bốn cánh quạt bắt đầu hoạt động, đẩy chiếc tàu dần ra khỏi mặt nước, Fury ra lệnh bật chế độ tăng hình, các cô phản chiếc phát sáng, bây giờ chiếc tàu đã biến mất. Vậy là Roger đã thua $10, các máy tính đã quét được nơi mà Loki xuất hiện, tại đây hắn bắt một người và đâm vào mắt ông ta. Một nơi khác Barton đã mở được cánh cửa, lấy đi thiết bị Iridium để ổn định năng lượng khối Tesseract, Loki bắt người dân quỳ dưới chân mắt. Hắn cho rằng loài người là giống nô lệ, sinh ra để bị thống trị. Lão già này can đảm chống lại Loki. Roger đã xuất hiện kịp thời để cứu mọi người. Dường như ngủ đông lâu quá nên đội trưởng có vẻ yếu đi. Iron Man xuất hiện và dễ dàng hạ được Loki. Hắn ta giơ tay đầu hàng, bọn họ lên máy bay trở về căn cứ. Roger cảm thấy rất lạ khi Loki bị đánh bại quá dễ dàng. Sớm chớp bắt đầu nổi dậy, có một người xuất hiện và cướp Loki, đó chính là Thor. Anh trai của Loki, ho hỏi Loki đã cất giấu khối lập phương ở đâu, anh còn nói những người thân đã lo lắng cho hắn rất nhiều và mong hắn hãy trở về Asgard cùng anh. Đang nói chuyện thì người sắt đã bay tới kéo Thor đi xa, Thor tỏ ra xem thường Iron Man và về những điều anh ta biết. Anh còn ném cây múa vào người sắt, có vẻ như Iron Man đáp trả cũng không kém phần. Thor lấy sấm chớp đánh vào người sắt, không ngờ lại nạp điện cho anh ta, với sức mạnh này thì không ai thua ai. Roger cũng xuất hiện vừa kịp lúc, Thor dùng búa đập mạnh. Một vụ nổ lớn làm cho nguyên mảnh đất ảnh hưởng, Thor đã chấp nhận đưa Loki trở về con tàu, cho đến khi bọn họ tìm được khối Tesseract. Thor nói cho mọi người biết mục đích của Loki, dẫn đầu một quân đoàn vũ trụ xâm chiếm trái đất, Stark cũng vào phòng họp. Anh cố tình đánh lạc hướng sự chú ý mọi người, sau đó lén đặt con chip để giải mã thông tin mật, rồi Stark khen ngợi Banner, anh thích cái kiểu Banner bị mất kiểm soát rồi biến thành con quái vật xanh lẻ. Người sắt dường như đã phát hiện ra một điều gì đó từ nơi này. Tại sao Fury lại cần khối lập phương kia như vậy? Nói xong đội trưởng bước ra ngoài khám phá con tàu. Trên một chiếc xe tải, tiến sĩ Eric đang lắp ráp những bộ phận cuối cùng của cỗ máy vận hành viên đá Tesseract. Họ nói với Fury ngày xưa Loki đã làm cho con người các anh chịu khổ và bây giờ hắn lại làm thế. Suy nghĩ của Loki rất khác lạ, không chỉ ham muốn quyền lực mà còn là để trả thù Thor. Không đau đớn nào có thể ngăn cản được hắn ta. Romanoff đến tìm Loki, cô rất muốn biết hắn đã làm gì với ba tên. Bởi vì cô nợ anh ấy một mạng, Loki đã bị cô dẫn dụ khai ra mục đích. Hắn muốn người khổng lồ xanh để phá hoại con tàu. Nhóm siêu anh hùng đã biết được mục đích cuối cùng khi lấy lại được khối lập cương của Fury, bằng chứng không thể chối cãi của người sắt, nên Fury bắt đầu thú nhận. Một năm trước đây, người ngoài hành tinh đã phá hoại một thị trấn và ông nhận ra vũ khí của con người quá yếu, không thể chiến đấu được với thế lực ngoài trái đất. Loki đã thành công trong việc chia rẽ bọn họ. Đội trưởng thì chê Stark bỏ áo giáp kia ra, anh là cái quái gì, anh chỉ chiến đấu cho bản thân mà thôi. Stark chê Roger mọi thứ anh có đều đến từ những ống nghiệm. Lúc này Fury muốn nhốt tiến sĩ Banner vào chiếc lòng vì sợ ông ấy biến đổi sẽ phá hoại con tàu. Tiến sĩ Banner tỏ vẻ bức xúc vì không có cách nào có thể giết chết được con người kia, ông đã quá mệt mỏi. Fury cảnh giác vì Banner đã cầm quyền trượng từ khi nào. Tín hiệu báo động đã tìm được khối lập phương. Trong khi mọi người đang cãi nhau, cây quyền trượng đã dẫn đường cho Barton và thuộc hạ của Loki tấn công con tàu. Barton nhấn nút làm nổ một động cơ của con tàu. Vụ nổ lan sang phòng khí nghiệm. Stark đi lấy bộ giáp ra chiến đấu. Banner mất dần kiểm soát. Sau đó ông biến thành người khổng lồ xanh và tiến hành đập phá khắp nơi.
chỉ huy ra lệnh cho người điều khiển con tàu đáp xuống biển ngay. Chỉ cần một động cơ bị nổ là con tàu sẽ rơi ngay lập tức. Người sắt và đội trưởng cùng nhau phối hợp sửa chữa vết đổ bên ngoài con tàu. Đội trưởng kéo bảng điều khiển ra kiểm tra mạch điện. Người khổng lồ xanh đuổi theo đặc vụ Rodmenot. Họ đã đến kịp lúc và đẩy ra một nơi xa. Cả hai bắt đầu đánh nhau. Anh dùng một búa tán mạnh vào Hook, tuy mạnh nhưng Hook không thể cầm nổi cây búa. Một chiếc phi cơ tấn công Hook từ bên ngoài, Hook lao ra khỏi con tàu. Anh xé xác chiếc phi cơ ra từng mảnh và rơi tự do xuống đất. Idleman đã phá bỏ được vận cản Thobin. Barton đã cho lính tấn công và anh ta dùng cung tên bắn vào cần điều khiển, thành công vô hiệu hóa một động cơ của con tàu. Con tàu bắt đầu rơi tự do, Rowe Macnope nhận lệnh đi bắt Barton, cả hai đánh nhau. Tuy nhiên Barton không phải là đối thủ của Rowe Macnope. Loki dùng ảo ảnh lừa Thor vào trong chiếc lòng, Fuse dùng súng phóng hạt nhân chìa vào Loki, nhưng bất ngờ Loki đã đâm anh từ phía sau, hắn thả cái lồng rơi từ trên cao xuống đất. Cũng may Thor đã thoát thân kịp thời, đặc vụ Finn dùng chút hơi thở bóp cò bắn vào Loki, Idleman dùng bản thân để cánh quạt để động cơ khởi động lại. Anh bị cánh quạt hút vào, Neurozogat cần kịp thời, nếu không thì anh đã toi mạng. Loki tranh thủ lúc rối loạn hắn đã lên máy bay tẩu thoát, Finn xin lỗi chỉ vì Fury vì anh đã để bọn chúng tẩu thoát, sau đó anh chết. Chỉ huy Fury dùng những tấm ảnh trong túi áo của Finn để khích lệ tinh thần các siêu anh hùng, bởi vì đội trưởng là thần tượng trong lòng của Finn. Fury nói mình muốn chế tạo vũ khí từ khối lập phương là sự thật. Ông muốn tập hợp những siêu anh hùng lại để họ cùng ông chiến đấu trong lúc nguy hiểm cấp bách như thế này. Fury đã chết với niềm tin và ý tưởng đó. Một người cảnh sát già đã phát hiện ra tiến sĩ Banner trên người không một mảnh vải. Anh hỏi mình có làm ai bị thương không? Ông lão đã chứng kiến toàn bộ sự việc khi anh rơi xuống đất. Và ông ta trao cho Banner một bộ đồ và nói nếu như anh không phải người ngoài hành tinh thì trong anh có vẻ không ổn đâu. Barton đã tỉnh lại, anh cảm thấy mệt mỏi, cảm giác bị người khác chiếm lấy tâm trí thật khó chịu. Remernoff nói tôi đã đập thật mạnh vào đầu anh để giúp anh lấy lại tâm trí. Anh hỏi cô là điệp viên, vậy nguyên nhân gì khiến cô lao vào cuộc chiến? Remernoff nói trên áo dính bụi nên cô chỉ phủi đi mà thôi. Iron Man đã suy đoán được nơi mà Loki để khối lập phương, chính là tòa tháp của anh. Rồi lao đến tòa tháp, anh thấy tiến sĩ Eric đang nhìn cỗ máy. Stark dùng năng lượng bắn vào khối lập phương, bây giờ thì nó đã tự vận hành. Và bao bọc bởi năng lượng thuần khiết, Stark liền dùng phương án chỉ hoãn Loki và mời hắn uống rượu. Stark dùng những lời lẽ để phân tán sự chú ý của Loki, và nếu như binh đoàn chi tàu Di có đến đây thì ông vẫn sẵn sàng chiến đấu cùng đồng đội. Loki cảm thấy lạ lùng khi dùng quyền trượng thôi miên Stark, hắn móc cổ và ném Stark ra khỏi tòa tháp. Anh đã ấn nút gọi bộ giáp tới. Sau đó Eman bắn Loki nằm sắp mặt, khối lập phương đã bắn thẳng lên trời mở ra cánh cổng. Binh đoàn Chi Tao Di đã đợi thời điểm này rất lâu, chúng tràn xuống phá hủy trái đất, một mình Idleman đối phó với bọn chúng. Với hỏa lực của anh thì chỉ làm chậm một phần nào của chúng mà thôi, bọn chúng tấn công bất cứ nơi nào mà chúng bay đến. Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi, Loki bắt đầu chiêm ngưỡng thành quả, Thor trở về và yêu cầu hắn tắt ngay khối lập phương. Loki và Thor lao vào đánh nhau, người sắt liên lạc với phi cơ chặn bắn lũ quái vật. Sau khi thấy Thor và Loki đánh nhau, ba tên chĩa súng vào Loki. Nhưng đã bị hắn dùng quyền trượng tấn công, chiếc phi cơ bắt đầu lao xuống mặt đất. Ba người yểm trợ một góc của thành phố, lúc này có một con quái vật xấu xí to lớn lao xuống phá hủy thành phố. Vô số tên lính bám vào các tòa nhà bắn giết người dân, Idleman bay theo quan sát điểm yếu của nó để tiêu diệt. Nhân lúc sơ hở hắn đã đâm lén Thor, dù là vậy hắn cũng không phải đối thủ của anh. Hắn bám vào một con quái vật trốn thoát, lũ quái vật ngày càng nhiều, chúng tàn phá các con đường, mọi nơi đều ngập tràn trong biển lửa. Barton và Zomernoff ở lại chặn chân lũ quái vật và sơ tán thường dân, đội trưởng Mỹ tiến thẳng về phía trước. Ra lệnh cho cảnh sát đến các khu nhà phía trước, di tản người dân xuống tầng hầm hoặc tàu điện ngầm. Anh cần vành đai trong phạm vi 39 tòa nhà, Iron Man đã dùng pháo sáng dụ con quái vật sang hướng khác. Họ dùng sấm sét tiêu diệt lũ quái vật, lúc này tiến sĩ Banner cũng chạy xe máy vừa tới, anh xin lỗi về những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Đằng xa đã dẫn dụ con quái vật lao thẳng đến, lúc này có thể dùng đến cơn thịnh nộ của người khổng lồ xanh. Hook đấm một quả vào đầu con quái vật, nó bị nổ banh sáp, những con quái vật con kêu gào thảm thiết, lúc này biệt đội siêu anh hùng đã tập họp lại đầy đủ. Loki thấy vậy bèn cử hết toàn bộ binh đoàn chi tàu Di xuống trái đất, những con quái vật lúc này còn đông hơn.
Iron Man dẫn dụ bọn quái vật bay ra khỏi các con phố sau đó tấn công chúng. Người khổng lồ xanh nhảy đông rồi lại sang tây, bay lắc các kiểu với bọn quái vật. Thor và khổng lồ xanh cũng hạ thêm một con quái vật bay hê tởm này. Quân đội lúc này đã vào cuộc, đội trưởng nghĩ vào một tòa nhà cứu người dân. Cấp trên của Fury quyết định phóng tên lửa hạt nhân vào bán đảo Manhattan. Barton đã thấy Loki xuất hiện. Anh nhắm mũi tên vào hắn. Mũi tên đã nổ tung và hắn rơi xuống đất. Hắn vẫn cao ngạo tự xưng mình là thần thánh. Người khổng lồ xanh đã hành cho hắn một trận ra trò. Đúng là thánh yếu siêu mà. Tiến sĩ nói cho Rome nó biết rằng chỉ có cây giáo của Loki mới có thể đóng được cánh cửa không gian. Người sắt không còn nhiều năng lượng nữa. Anh quyết định bay vào bụng quái vật và cho nó nổ tung. Lúc này một máy bay cất cánh khỏi chiến hạm, Fury đã dùng súng phóng lựu phá hủy. Nhưng lại chậm một bước, tên lửa hạt nhân đã được di chuyển vào Manhattan. Người sắc được lệnh chặn đứng tên lửa, anh đỡ lấy tên lửa đâm qua cánh cổng không gian. Hướng tên lửa vào con tàu mẹ, bộ giáp cũng hết năng lượng Iron Man đã rơi tự do. Quyền trượng của Loki khóa cánh cổng lại, Stark rơi vừa kịp lúc cánh cổng khép lại. Hulk đã đỡ anh từ trên cao, mọi người tưởng anh đã chết, Hulk gào lên một tiếng làm anh tỉnh dậy. What the hell, không phải ai đó vừa hôn tôi đó chứ, họ đã chiến thắng thật sự rồi, nhưng trước khi ăn mừng, họ vẫn còn một chuyện để làm. Loki tỉnh dậy hắn ta thấy mọi người có mặt đầy đủ. Người dân bắt đầu ngợi ca những siêu anh hùng đã chiến đấu bảo vệ hết mình vì người dân. Họ đem biên đá Tesseract và tên tội phạm chiến tranh Loki trở về Asgard. Chỉ vì Fury cũng báo cáo với cấp trên biên đá đã thuộc về nơi của nó. Các anh hùng cũng trở về cuộc sống bình thường. Nếu chiến tranh xảy ra một lần nữa phải làm sao? Fury nói họ sẽ trở về bởi vì chúng ta cần họ. Cuối phim, Iron Man và vợ cùng nhau mở rộng mô hình tòa tháp năng lượng Stark. 3 năm sau khi đánh bại, chuyên gia khởi nghiệp Loki cùng với binh đoàn Chitauri, biệt đội báo thủ lại tiếp tục tập hợp tấn công vào khu căn cứ của hai gia tại Sokovia. Tuy bọn lính này được trang bị công nghệ cao nhưng vẫn phải làm nền cho các siêu anh hùng tỏa sáng. Thor chỉ cần chơi tay không cũng khiến ối thẳng méo mặt. Đội trưởng Mẽo vẫn phong cách của điển lái khối phân lớn rồi dùng chiếc khiên để tấn công. Bé bự Hulk thì không cần phải bàn, cứ chọn mấy cái xe bọc thép mà quẩy cho sướng tay. Người sắt với kinh nghiệm lái các loại máy bay bà già nhanh chóng tiếp cận căn cứ của địch. Công nghệ nơi này tân tiến như vậy là do bọn chúng nghiên cứu cây quyền trượng của Loki mà ra. Bên ngoài cả nhóm vẫn đang tích cực dọn dẹp đám lính cản đường. Còn bên trong căn cứ hai gia, tên cầm đầu Stark ra lệnh cho đàn em dùng hết tất cả hỏa lực tấn công vào nhóm Avenger. Vì tiếc tiền nên lão quân sư đã hiến kế kêu hắn ta nên dùng cặp song sinh có siêu sức mạnh ra chặn. Tuy nhiên, kẻ đứng đầu vẫn chưa muốn dùng lá bài tẩy của mình. Chắc hạ lệnh cho đám lính tấn công thành phố để phân tán lực lượng của nhóm siêu anh hùng. Tony liền phái binh đoàn người sắt đi sơ tán người dân. Không biết anh chàng ăn ở ra sao mà bị người dân ở đây ném đủ các loại thập cẩm vào mặt. Lúc này, cặp song sinh đã lén tham gia vào trận chiến. Người anh Pi cho dùng khả năng xô tốc độ tấn công vào đội trưởng Mẽo. Sau đó, khiến cho đặc vụ Barton bị thương nặng tí nữa hẹo. Anh tiến đến phòng chỉ huy và giúp số lính trong đây được đắp chiếu ngay ngắn. Tỷ phú gửi chiếc áo giáp ra rồi ra lệnh cho trợ lý ảo canh gác. Anh sao chép tất cả dữ liệu của Strucker để mang về nhà nghiên cứu dần. Đúng lúc này, Tony phát hiện ra một cánh cửa bí mật, bên trong là phòng thí nghiệm siêu hiện đại của hắn ta. Chúng thu thập xác những con quái vật trong binh đoàn Chitauri để nghiên cứu. Ngay khi định lấy cây quyền trượng, anh đã bị phù thủy đã thôi miên. Anh nhìn thấy trong tương lai cả đội đều bị tiêu diệt. Chỉ còn mỗi đội trưởng đang nằm hấp hối. Steve Jack Tony đã không cố gắng. Anh nhìn lên phía trên thì thấy binh đoàn Chitauri đang đi qua cánh cổng không gian. Như tinh thần mạnh mẽ nên anh đã lấy lại được tâm trí của mình. Tuy nhiên cặp song sinh lại không muốn tấn công mà để yên cho Tony mang cây quyền trượng rời khỏi. Bên ngoài bé bự Hulk quẩy xuống quán nên vẫn muốn quẩy tiếp. Natasha thấy vậy liền chạm vào người khiến anh chàng sướng tê người trở lại hình dáng bình thường, trông to sắc vậy mà có vẻ hơi yếu. Bên này, đội trưởng Mẽo tìm được Strapple nhưng chưa kịp bắt hắn đi thì bị Wanda đánh lén ngã cắm đầu xuống cầu thang. Mặc dù không bắt được kẻ đứng đầu nhưng nhiệm vụ thu hồi lại cây quyền trượng đã thành công. Tony nói với Thor rằng anh muốn nghiên cứu cây quyền trượng này vài ngày trước khi nó được trả lại Aslan. Bé thỏ không ngần ngại đồng ý luôn, trở về tòa tháp ở Avengers. Bác sĩ xinh đẹp Helen cho từ Hàn Quốc đến điều trị cho Barton. Tại đây, toàn đội cũng biết được chút ít thông tin về cặp anh em song sinh kia. Người anh có siêu tốc độ nhanh như cách người yêu cũ đá bạn để đến với một mối khác ngon hơn. Cô em nguy hiểm hơn rất nhiều khi có thể điều khiển đồ vật hay tâm trí của con người. Lúc này, các bộ giáp người sắt của Tony quay trở về căn cứ để sửa chữa và cập nhật lại chương trình. Còn siêu xạ thủ được chữa lành bằng công nghệ siêu tái tạo Monandro. Barton vui vẻ chém gió với hai người đẹp là mình sẽ bất tử, nhưng chỉ là bị làm bằng nhựa thôi. Khi ấy Tony mời Helen đến dự tiệc cùng biệt đội thích báo thủ, cô nàng ngượng ngùng hỏi bé thỏ có tham dự không. Hôm sau tỷ phú cho tiến sĩ Bennett thấy trợ lý ảo service của mình thông minh đến mức nào, nó giống như một người bạn đồng hành của anh vậy. Tiếp theo, Tony cho hiển thị hình ảnh sau khi phân tích cây quyền trượng. Bennett vô cùng ngạc nhiên nói rằng nó giống như hệ thống thần kinh trong não con người.
Thông qua cây quyền trượng Tony muốn của Banner tạo ra một mạng lưới robot Vu chọn để chúng tự động bảo vệ thế giới và tư diệt các thế lực đen tối khác. Tiến sĩ cảm thấy việc này cũng hợp lý nên đã đồng ý giúp người sắt. Thế là hai người quyết tâm tạo ra một bất ngờ cho thế giới. Rất nhanh bởi tiệc chia tay Thor cũng diễn ra, ai lấy cũng đều nói cười vui vẻ. Banner không thích náo nhiệt nên tìm đến chỗ người đẹp để tâm sự. Cô nàng liên tục thả thính về phía anh nhưng do là trai tốt nên anh ngượng ngùng không nói nên lời. Steve từ đâu còn nói với Banner rằng đừng để người ta phải chờ đợi. Khi bữa tiệc gần tàn, Thor đã thử thách mọi người nhất chiếc búa của mình lên. Nếu ai nhất được nó thì sẽ trở thành người Kasi Asgard. Nghe xong ai nấy cũng hào hứng đứng lên thử. Nhưng cho dù có gồng đến ỉa chảy thì cây búa vẫn không hề nhúc nhích. Đến khi đội trưởng Mẽo nhắc thử thì chiếc búa chuyển động khiến bé Thor hoang mang. May mà Steve vẫn không nhắc được. Trong lúc cả nhóm đang vui vẻ chém gió thì đột nhiên một con robot bước đi như zombie xuất hiện. Hắn nói rằng mình mới vừa tỉnh sức và đã giết chết một người tốt. Hắn tự nhận mình chính là Ultron và sẽ thực hiện nền hòa bình do chính mình tạo ra. Việc đầu tiên mà hắn làm đó là điều khiển các bộ giáp người sắt giết chết những kẻ có sức mạnh. Cả nhóm không có sự chuẩn bị trước nên ở thế bị động. Ben ơi nhanh chóng bay tới che chắn cho Natasha nhưng anh lại vô tình úp mặt vào hai quả đồi mềm mại của cô. Một con robot đã thó mất chiếc quyền trượng rồi bỏ chạy. Lúc này mọi người mới tỉnh rượu và bắt đầu phản công đánh cho đám robot tan tành. Ultron nói rằng các người muốn bảo vệ thế giới nhưng lại không muốn thay đổi nó. Làm sao có thể thay đổi với những con rối như thế này? Bé Thor tức giận ném cây búa về phía hắn. Tuy nhiên hắn đã kịp trốn thoát thông qua đường trên Internet. Mọi thông tin của nhóm siêu anh hùng đều bị Ultron nắm bắt. Lúc này Tony mới biết người mà hắn giết chính là trợ lý Al-Sharif. Thor cho rằng toàn bộ chuyện này là do người sắt gây ra. Helen hỏi Tony là người đã tạo ra nó nhưng tại sao nó lại muốn giết cả nhóm. Tỷ phú cũng chẳng biết tại sao, khi ấy đội trưởng đã đứng ra cổ vũ lấy lại tinh thần cho toàn đội. Chúng ta không biết thứ vừa rồi là gì nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đá tung đít nó lên. Cùng lúc đó, Ultron đã dùng căn cứ bỏ hoang của Stryker để tạo cho mình một cơ thể mới. Hắn tìm đến cặp anh em song sinh vì họ đã cố tình để cho người sắt lấy đi cây quyền trượng. Rồi hắn dùng tài năng mồm mép của mình chiêu mộ thành công cả hai anh em theo phe hắn. Họ tin tưởng Ultron sẽ khiến thế giới tốt hơn nên đã gây lại toàn bộ sự việc năm xưa. Khi cả hai mới 10 tuổi, một quả bom rơi xuống giết chết bố mẹ ngay trước mắt họ. Quả bom thứ hai tiếp tục rơi xuống nhưng may mắn là nó không nổ. Trên quả bom có khắc dòng chữ Tony Stark để trả thù cho bố mẹ. Hai anh em đã tham gia vào tổ chức. Ultron hứa rằng sẽ tiêu diệt toàn bộ biệt đội báo thù. Hôm sau, hắn giết chắc và gửi thông điệp đến cho cả nhóm. Bất kỳ kẻ nào dám cản đường hắn sẽ có một cái kết đầy đau đớn như vậy. Mọi người đoán được Ultron đang tìm kiếm điều gì đó từ Sharp. Nhờ đó mà phát hiện hắn ta có liên quan đến một tên trùm buôn hàng nóng ở châu Phi. Trong tay hắn có một món đồ quý hiếm đến từ vương quốc Wakanda. Đó là kim loại Vibranium đến từ bên ngoài trái đất. Dưới vỏ bọc là một xưởng chuyên giã tàu biển để bán sắt vụn ở lục địa đen. Ông trùm đang cho sản xuất hàng loạt các loại tên lửa khác nhau. Hai anh em song sinh đã tìm đến đây trước một bước. Mồm lông nhận ra cả hai là người của Shaper nhưng hắn nói chỉ muốn làm việc với kẻ đứng đầu thôi. Khi ấy, Ultron từ từ xuất hiện phía sau khiến mồm lông giật mình té ngã. Biết không có thể đối đầu nên hắn ta đã ngoan hoãn lấy vài thứ quý giá ra. Tuy nhiên hắn vẫn đòi ít tiền để nuôi đàn em của mình. Ultron chỉ cần hack nhẹ vào hệ thống ngân hàng là cả tỷ đô chuyển vào trong tài khoản của hắn. Kết quả là bị Ultron xin nhẹ một cánh tay vì tên này không muốn so sánh với Tony. Vừa mới nói xong thì người sắt cùng đồng đội xuất hiện. Đội trưởng bắt đầu trình bày về môn đạo đức cho hai anh em song sinh nhưng thất bại. Rất nhanh một cuộc giao đấu ác liệt được diễn ra. Ultron thì solo một chọi một với người sắt. Bé Thor và đội trưởng đấu với anh em song sinh và mấy con robot nhỏ. Còn mồm lông tức đến cấp độ 7 sai người giết chết tất cả. Trong khi Steve phải đối đầu với Peter su tốc độ thì bái thỏ bị Wanda thôi miên. Anh mạnh miệng tuyên bố tinh thần của mình không thể bị thôi miên nhưng đi được vài bước thì thấy có cái gì đó sai sai. Không chỉ có mỗi Thor bị rơi vào ảo giác mà cả quá phụ đến Natasha cũng bị khí ức đen tối lúc cô được đưa đi huấn luyện để trở thành sát thủ hiện ra trước mắt. Đến cả đội trưởng Mẽo cũng quay về thế chiến thứ hai. May mắn Barton đã xuất hiện kịp thời tấn công vào não bộ của Wanda để giải cứu mọi người. Vội đưa em gái thoát ra ngoài. Nhưng ngay lúc chuẩn bị kết liễu đối thủ thì hắn lại cảnh báo anh nên đi ngăn cản Bender thì tốt hơn. Tony cảm thấy có điều không ổn liền cho Ultron nổ tung rồi đi tìm tiến sĩ. Anh gọi cho cả đội hỗ trợ nhưng mọi người lúc này đang quay cuồng chưa tỉnh. Thế là anh triệu hồi bộ giáp khổng lồ mà anh đã chuẩn bị từ trước để phòng khứa người khổng lồ xanh mất kiểm soát. Bên này Hulk đang quậy tương bừng thì bị các thanh sắt rơi xuống tạo thành một cái lồng hiếc kinh cố. Tuy nhiên bé bự tuy to sát nhưng không phải là một thằng ngốc. Hulk sử dụng thuật độ thổ để thoát ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng. Tony xuất hiện với một bộ giáp chất hơn cả nước cất. Biết bé bự đã bị tha hóa tâm trí nên anh chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với người khổng lồ xanh. Cả hai đã tạo lên một trận chiến vô cùng mãn nhãn.
nhưng hậu quả để lại đằng sau là vô số tòa nhà và các công trình công cộng bị phá hủy. Cả hai đấm vào nhau tạo ra sóng xung kích cực khủng, thổi bay tất cả. Hector Tony buộc phải đưa bé bự lên trời rồi dùng tòa nhà đang xây dở để trấn áp đối phương. Chẳng mấy chốc cả tòa nhà khổng lồ bốc hơi đến cái nịt cũng chẳng còn. Tỉnh lại, Hook vô cùng ái ngại trước hậu quả mà mình gây ra, nhưng vẫn bị Tony bổ thêm một đấm vào mặt để cho chắc ăn. Vì chuyện này gây ra tác động tiêu cực đến những người dân trên thế giới nên cả nhóm phải đến nhà của Barton để ẩn mình một thời gian. Tối đó, chỉ huy Nick chột Fury đến tìm mọi người và cho biết Ultron đang chế tạo Vibranium. Vô tình nhìn thấy hình vẽ một con bướm và hiểu ra thứ mà hắn ta đang cần. Đó chính là sự tiến hóa. Lúc này tại Hàn Quốc, các công đoạn tái tạo cơ thể mới của Ultron sắp hoàn thành. Hắn gắn viên đá tâm trí vào trong cơ thể mới để gia tăng sức mạnh. Vì vậy, biệt đội thích thì báo thủ cần phải nhanh chóng lên đường ngăn chặn hắn ta lại. Tony đến nơi giữ mật mã phóng vũ khí hạt nhân. Anh đã giúp họ thay đổi mật khẩu mới để tránh bị tên Ultron kia kiểm soát được. Còn bên này, nữ bác sĩ xinh đẹp Helen đang gắn dây truyền dữ liệu của Ultron sang cơ thể mới. Lúc này, Wanda tò mò đến xem thì cảm nhận thấy hắn ta có ý định phá hủy trái đất. Đúng là cách tốt nhất để bảo vệ một thứ gì đó là phá hủy nó để khỏi phải bảo vệ. Lợi dụng lúc hắn ta không để ý, Wanda đã trả lại thần trí cho Helen. Nữ bác sĩ ngất dữ liệu truyền sang cơ thể mới liền bị hắn tấn công. Hai anh em song sinh niên cơ hội đó nhanh chóng bỏ chạy. Ultron ra lệnh cho đám robot đưa tất cả thiết bị rời khỏi đây. Khi đội trưởng đến nơi thì toàn bộ phòng thí nghiệm đã được di rời, chỉ còn lại Helen đang bị thương nằm một chỗ. Cô khăn dặn sức mạnh thật sự nằm bên trong, không được cho nổ chiếc giường mà hãy mang nó đến cho Tony vì anh ta biết phải làm gì với nó. Trên chiếc phi cơ, Barton đã phát hiện ra đám Ultron đã ngụy trang bằng một chiếc xe tải. Steve nhanh chóng tiếp cận chiếc xe nhưng anh không phải là đối thủ của hắn. Anh cố gắng câu giờ để mọi người đến hỗ trợ. Trong lúc đánh nhau, đội trưởng đã làm rơi chiếc khiên. Natasha phóng con khối phân lối từ trên phi cơ xuống đường rồi tiện tay nhặt đầu bị rơi giúp đồng đội. Nhìn cả cách lạng lách phóng xe chui thẳng vào gầm container, cô liền nén chiếc khiên cho team đánh nhau với Ultron. Còn Barton trên phi cơ giả đạn liên tục vào hắn để dụ hai con robot nhỏ đuổi theo mình cho Natasha lẩn vào trong xe. Bọn chúng biết mình bị lừa vội vàng quay lại nhấp thùng xe bay lên không trung. Hai anh em song sinh thông qua TV biết được cuộc chiến đang diễn ra. Họ nhanh chóng đến chi viện cho đội siêu anh hùng để sửa chữa xe lầm của mình. Khi ấy, đội trưởng Mẽo đang khô máu với Ultron trên một toa tàu. Hắn phá hỏng hệ thống phanh khiến con tàu mất kiểm soát lao nhanh về phía trước. Steve liền ra hiệu cho Peter dùng siêu tốc độ dọn vật cản, còn Wanda thì dùng sức mạnh cố gắng dừng con tàu lại. Cuối cùng họ cũng đã thành công cứu người dân thoát khỏi thảm kịch. Natasha kích hoạt một quả bom rồi phóng bay qua chiếc Figo nhưng cô lại bị Ultron tóm được. Mặc dù rất muốn cứu đồng đội nhưng việc quan trọng lúc này là đưa chiếc giường đến chỗ của Tony. Còn Wanda thông qua khả năng xâm nhập trí não cho đội trưởng biết, Ultron không phân biệt được bảo vệ thế giới hay phá hủy nó là do bị ảnh hưởng bởi người sắt. Tại căn cứ của Avenger, sau khi nhận được thân xác mà tên Ultron muốn tiến hóa, Tony không muốn phá hủy nó mà nhờ Banner đưa Jarvis vào thân xác này. Nhưng tiến sĩ lại sợ một tên Ultron thứ hai được sinh ra. Tony nói rằng đây chính là cơ hội duy nhất giúp chúng ta sửa chữa lại sai lầm của mình. Banner lại thấy hợp lý nên đồng ý giúp. Tại một nhà kho, Ultron đang tức lồng lộn vì bị thó mất cơ thể mới. Thế là hắn phải tự mày mò lắp một cơ thể khác cho mình. Tên khốn này không giết Natasha mà định dùng cô làm con tin. Cô nàng thông minh nhặt những thiết bị điện tử dưới đất tạo thành một máy phát tín hiệu để truyền vị trí của mình đến cho Barton. Bên này, quá trình truyền ý thức của Jarvis và cơ thể mới gần hoàn thành thì đội trưởng cùng hai anh em song sinh đến ngăn cản. Vì Aijo sử dụng tốc độ nhanh chóng ngắt dây cấp điện, đội trưởng thì thẳng tay phá toàn bộ máy tính trong phòng. Thế là cả hai bên bắt đầu lao vào choảng nhau khí thế. Lúc này bé Thor xuất hiện dùng chiếc búa thần triệu hồi sấm sét đánh thẳng vào chiếc giường. Nhưng anh không phá hủy mà là cung cấp năng lượng cho nó. Khi ấy một cơ thể trần truồng đỏ lỏng được sinh ra, anh ta mang trong mình siêu sức mạnh vô cùng to lớn. Thor nói rằng dạo gần đây anh thường hay mơ thấy một điều kỳ lạ và giấc mơ đó như một lời tiên đoán rằng Tony đã đúng. Anh chàng da đỏ khẳng định mình không phải là Ultron cũng không phải là Jarvis. Anh tự xưng mình là Vision và sẽ đánh bờm đầu cái thằng Ultron để bảo vệ sự sống. Sau đó, đưa chiếc búa thần cho Thor khiến cả đám trố mắt ra ngạc nhiên. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị các trang bị cần thiết cho trận đại chiến sắp tới. Rất nhanh cả đội đã có mặt tại Sokovia, lao vào trong sở cảnh sát nổ súng kêu mọi người di tản gấp. Wanda thì dùng khả năng điều khiển tâm trí khiến mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn Thor và Banner đi xuống một căn hầm để tìm hiểu xe Ultron đang chế tạo cái quái gì. Thấy người mình thương bị nhốt ở đây, Banner lập tức phá cửa cứu nàng.
Lúc này Tony đã phát hiện ra nơi ở của U-chun, vừa thấy bạn cũ anh khen hắn dạo này phát tướng quá. Đột nhiên dưới đất trôi lên một thiết bị kỳ lạ. Có vẻ như hắn muốn mang cả thành phố khổng lồ lên trên trời cho vui. U-chun bắt đầu cho đám robot của mình bắn phá khắp nơi. Biệt đội thích thì báo thù ra sức chặn chúng lại để bảo vệ cho người dân. Xuất hiện định vô hiệu hóa bộ não của U-chun nhưng bất thành. Hắn tức giận liền kích hoạt thiết bị phân lô bán nền của mình. Ngay lập tức một vùng đất rộng lớn bị chia cắt rồi được đẩy lên trên không trung. Hắn cho rằng đây mới chính là tự do thật sự. Natasha đẩy Banner xuống dưới hố sâu để anh biến thành người khổng lồ xanh. Húc đưa nàng lên trên rồi cả hai chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới. Tony hiểu ra mục đích thật sự của U-chun. Hắn muốn biến thành phố này thành một khối thiên thạch khổng lồ để phá hủy trái đất. Vì vậy, mọi người phải nhanh chóng đưa toàn bộ người dân thoát ra khỏi đây. Đương nhiên là lũ robot không để họ thoải mái thực hiện kế hoạch được. Cả nhóm cố gắng tấn công bọn chúng để bảo vệ người dân. Trong lúc chiến đấu, Ba Tần đã cứu Wanda một mạng trông thấy. Cô xin lỗi vì mình đã gây ra chuyện này. Anh nói rằng ai cũng có lỗi và quan trọng chúng ta sửa nó như thế nào thôi. Thật ra là thấy đẹp nên mới nói vậy, chứ xấu thử xem có ai có bị đánh cho phù mò không. Lấy lại được tinh thần, quan đã hừng hực khi thấy bước ra ngoài sẽ xác từng con robot một. Sau đó hội ngộ với anh trai để cùng cảnh sát tạo thành một hàng rào phòng thủ. Bên kia bé Thor và đội trưởng với kết hợp ăn ý giết được khá nhiều kẻ địch. U-chun tức giận kéo bé Thor bay đến nhà thờ trung tâm. Còn Tony đang bay xung quanh thành phố để lên phương án đối phó. Nếu chạm vào thiết bị kia nó sẽ ngay lập tức thả rơi thành phố. Chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này, đó là Thor sẽ đánh từ trên xuống còn anh sẽ tấn công từ dưới lên. Nhưng làm như vậy sẽ giết chết những người dân còn sót lại. Đúng vào lúc mọi người đang tuyệt vọng không biết phải làm sao thì chỉ huy Nick chuột đã lái siêu tàu sân bay để hỗ trợ. Các tàu con được đưa ra bên ngoài để sơ tán người dân. Đám robot định tấn công tàu mẹ liền bị Tony cùng Roger tiêu diệt. Một con không biết thân phận xông thẳng vào phòng chỉ huy để quẩy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nick chuột lô xiên. Phía bên kia U-chun bóp cổ bé Thor rồi bắt đầu làm nhảm tự nâng bi bản thân mình. Vision nghe thấy ngứa tay liền nện cho một bú bay cắm đầu vào tường. Trong lúc chiến đấu, Tony nghĩ ra được một cách, đó là tạo lá chắn nhiệt để phá hủy. Vì vậy, cả đội phải khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân càng nhanh càng tốt. Các thành viên tập hợp lại chỗ thiết bị đẩy để ngăn chặn U-chun tắt nó đi. Khi ấy, U-chun cũng tập hợp toàn bộ số robot của mình lại đến tấn công. Hắn không tin số lượng áp đảo này có thể thua được mấy tên siêu anh hùng. Rất nhanh trận quyết chiến được diễn ra. Mặc cho số lượng kẻ địch có đông cỡ nào thì mọi người cũng vẫn cố gắng chiến đấu hết mình. Cuối cùng đám robot đông như quân nguyên cũng bị tiêu diệt, còn tên U-chun thì bị mọi người hợp lực dùng sức mạnh phóng thẳng vào. Bé bự húc xông đến đấm trong một cái bay tết tận trời cao, đám robot thấy đại ca mình bị đánh liền hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị bọn họ tiêu diệt không cho chúng sinh sản nữa. Lúc này, Ba Tần và cặp sinh đôi có nhiệm vụ không cho đám robot chạm tay vào thiết bị. Anh chàng siêu xạ thủ phát hiện vẫn còn bé trai bị lạc. Còn phía bên kia Húc và Natasha đang gần bị chạm vào nhau thì thằng khứa U-chun lái phi thuyền xả đạn vào hai người. Hắn còn bắn thẳng về phía cậu bé đi lạc. Ba Tần thấy vậy liền xoay lưng lại bảo vệ đứa trẻ. Nhưng chính Paicho đã hy sinh thân mình đỡ đạn cho họ. Biết anh trai đã chết, Wanda đau khổ gào lên khiến đám robot tan biến thành tro bụi. Bé bự Húc đưa người yêu đến nơi an toàn rồi tức giận nhảy lên phi thuyền ném thẳng khốn U-chun xuống dưới. Trong khi đó, Wanda tiến tới móc trái tim của U-chun để trả thù cho anh trai. Nhưng do đã rời bỏ vị trí nên một con robot đã bỏ tới chạm tay vào thiết bị. Ngay lập tức toàn thành phố rơi xuống với vận tốc kinh hoàng. Tony thấy vậy vội vàng bay xuống phá hủy thiết bị phía bên dưới, còn Thor chịu hồi sấm sét tấn công phía bên trên. Vụ nổ khiến cả một thành phố khổng lồ tan thành cát bụi. Lúc này, Natasha gọi cho Húc để kêu anh quay lại. Nhưng anh cảm thấy mình là một kẻ hay phá hoại, không thể kiểm soát được bản thân nên đã bay đến nơi xa nhất có thể. Quỷ phim U-chun chuyển ý thức vào một con robot định chim én đi chờ cơ hội phục thủ. Ai ngờ vừa trèo lên đã gặp Vision đang đứng đợi. Hắn vẫn cố gái rằng thế giới này rồi sẽ sụp đổ mà thôi. À thế à, nhưng mà bạn sẽ không được chứng kiến cảnh đó đâu. Nói xong Vision tiễn hắn về miền cực lạc. Còn biệt đội báo thù lúc này có thêm hai thành viên là phủ thủy Wanda và anh giai Vision. Sau khi Asgard bị quỷ lửa phá hủy, Thor dẫn những thần dân của mình di cư xuống trái đất để tị nạn. Trên đường đi không may bị Thanos và đám con nuôi của hắn tiêu diệt một nửa dân số. Trên tay hắn đã có viên đá sức mạnh lấy từ hành tinh Sanda. Hắn tóm lấy đầu của Thor và ép Loki giao khối lập phương Tesseract ra, nếu không thì chuẩn bị đám hiếu cho bé Thor. Nhìn thấy anh trai đau đớn, Loki đã không kìm lòng được mà lấy khối lập phương ra. Tuy nhiên đây chỉ là kế câu giờ cho bé bự Húc lao đến. Nhưng hắn sở hữu viên đá sức mạnh nên nhanh chóng lượt kèo đánh cho bé bự Húc muốn về chỗ ông bà. Thor cầm thanh sắt lao tới hỗ trợ cũng bị đạp cho bay ra một góc. Tên phủ thủy Ebony liền điều khiển những thanh sắt để trói bé Thor lại. Thấy tình hình không ổn, Hem đầu vội vàng dùng cổng không gian dịch chuyển Húc trở về trái đất.
Ông nhìn bé Thỏ một lần cuối rồi bị quái vật tím Thanos giết chết. Lúc này, tên phù thủy đã lấy được khối lập phương và giao lên cho cha nuôi. Thanos lấy tay bóp nát khối lập phương để lấy viên ngọc bên trong ra. Đây chính là viên đá không gian. Còn hai viên đá vô cực khác đang ở trái đất nên quái vật tím đã sai các con đi tìm và mang về hành tinh Titan cho mình. Lúc này, chuyên gia khởi nghiệp Loki dùng tài múa mỏ của mình để xin một chân làm cố vấn quân sự. Bởi vì anh có kinh nghiệm thực chiến dưới trái đất nên sẽ giúp ích cho hắn ta rất nhiều. Hóa ra đó chỉ là cái bẫy để Loki cầm ra đâm nén Thanos. Với kinh nghiệm sống vai ác của Thanos thì Loki đã bị bắt bài sẵn rồi. Quái vật tím thẳng tay bóp chết Loki rồi ném xuống trước mặt Thor. Anh đau khổ và thét trong tuyệt vọng. Quái vật tím dùng viên đá sức mạnh phá hủy con tàu rồi đưa đám người của hắn rời đi. Con tàu không gian phát nổ đẩy bé Thỏ trôi giặt khắp nơi trong vũ trụ. Lúc này người khổng lồ xanh bị rơi xuống thánh đường ở New York. Doctor Strange và Wong không hiểu sao anh ta mất tích mấy năm trời rồi lại đột ngột xuất hiện bằng cách này. Banner hoảng hốt cảnh báo quái vật tím đang dẫn người đến trái đất. Trong khi đó, tỷ phú Tony cùng với cô nàng Pepper đang đá lưỡi thì bị bác sĩ Strange phá đám. Ông kêu Tony phải đi gấp vì thế giới đang gặp nguy hiểm. Trở lại thánh đường, Wong lý giải về 6 viên đá vô cực gồm thực tại, sức mạnh không gian, linh hồn, trí tuệ và thời gian. Chúng được tạo ra sau khi vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ. Ai sở hữu được 6 viên đá này sẽ có quyền năng vô hạn. Banner nói rằng Thanos đang truy tìm 4 viên đá còn lại. Hắn là một nhà quy hoạch dân số, khi đi đến hành tinh nào cũng tiêu diệt một nửa. Nếu hắn sở hữu đủ số đá trong tay thì nửa dân số vũ trụ sẽ bay màu theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, việc cần làm là bảo vệ viên đá thời gian trong tay của bác sĩ Strange và viên đá trí tuệ Vision sở hữu. Tony lấy điện thoại ra liên lạc với đội trưởng Mẽo để hỏi tung tích của Vision nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Đúng lúc đó, anh cảm nhận được chuyện chẳng lành. Ben mở cửa bước ra. Con tàu khổng lồ của Thanos đang hạ cánh xuống trái đất khiến người dân sợ hãi bỏ chạy. Peter phía bên kia cũng cảm thấy nguy hiểm. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ nhện nhọ rồi lên đường giúp đỡ các siêu anh hùng. Bác sĩ Strange dùng phép thuật để giảm thiểu thiệt hại khi con tàu va chạm với mặt đất. Hai đứa con nuôi của Thanos bước xuống kia, mọi người ra nộp viên đá vô cực ra. Có cái chất thải đường ruột mà tụi tao giao ra nhé. Banner cố gắng gọi Hulk xuất hiện nhưng gồng thấy má mà vẫn không được. Hết cách, Tony phải đứng ra chiến đấu. Bộ giáp mới của anh được làm bằng nano nên không phải lắp ráp tốn thời gian như trước nữa. Anh tập hợp vũ khí bắn tung tóe tên to xác. Nhưng tên phù thủy Ebony này mới là kẻ lợi hại. Hắn có thể điều khiển mọi thứ để tấn công bản họ. Vì Banner không thể hóa khổng lồ lên, bác sĩ Strange đã đưa anh rời khỏi cuộc chiến. Tony lao lên định tấn công Ebony nhưng lại bị tên to xác đánh cho cắm đầu xuống đất. Tên này được trang bị rất nhiều vũ khí khủng nên rất khó đối phó. Khi ấy nhện nhọn đã có mặt kịp thời nên ném chiếc xe vào đầu hắn. Bên này, cuộc chiến giữa những phù thủy tối cao diễn ra ác liệt. Tuy nhiên tên này cũng không phải dạng ai muốn bắt nạt cũng được. Hắn được mệnh danh là đứa con mạnh nhất của Thanos, nên đã nhanh chóng lật ngược thế cờ ép bác sĩ vào tường. Đang định lấy viên đá đi thì bùa phép bảo vệ nướng muốn chín bàn tay của hắn. Tức giận, hắn trói bác sĩ Strange lại rồi đưa lên phi thuyền để giải quyết sau. Mặc dù có sự giúp đỡ của nhện nhọ, nhưng cả hai bác cháu đều bị ánh sáng của con tàu hút lên trên. Bên này, Wong mở cánh cổng không gian đưa tên to xác đến một nơi khác rồi xin nhẹ bàn tay của hắn. Tony nhanh chóng đuổi theo con tàu, thấy Peter đang rơi xuống, anh liền gọi một bộ giáp từ căn cứ đến hỗ trợ nhện nhọ. Nhưng anh không cho thằng bé tham chiến hạ lệnh cho bộ giáp đưa Peter trở về. Tony dùng tia laser khoét một lỗ trên thân con tàu rồi tiến vào trong. Tuy nhiên Peter lại không nghe lời ông chú mà quyết định đi theo mọi người. Ebony vẫn chưa biết chuyện gì nên điều khiển con tàu tăng tốc quay về hành tinh Titan. Sau khi tạm biệt Wong, Banner nhặt được chiếc điện thoại của người sắt liền liên hệ với đội trưởng Mẽo. Đâu đó ngoài vũ trụ, nhóm vệ binh Ngân Hà đang bay đến chỗ tín hiệu cầu cứu của một con tàu nào đó. Khi đến nơi, họ thực sự hoảng khi thấy xác người nhiều vô số, đột nhiên có một cơ thể bay thẳng vào phi thuyền. Thì ra đó là Thor và anh vẫn chưa chết, tỉnh lại bé Thỏ được mọi người cho ăn uống. Tại đây anh cũng biết được rằng cô nàng da xanh Gamora chính là con gái nuôi của Thanos. Tuy nhiên anh không tức giận mà tỏ ra đồng cảm khi biết cô là người sống sót cuối cùng trên hành tinh của mình. Thor dự đoán quái vật tím sẽ đến hành tinh Nauer để chiếm đoạt viên đá thực tại từ nhà sưu tập đá Titan. Vì vậy, mọi người chia làm hai hướng. Thor cùng người cây Groot và Rocket chồn lùi đi đến Nidavania để tạo ra vũ khí mới chống lại Thanos. Những người còn lại đến Nauer để ngăn cản quái vật tím lấy được viên đá. Lúc này, Vision và Wanda đang sống cùng với nhau. Viên đá tâm trí trên trán đang cảnh báo cho anh biết sắp có chuyện kinh khủng xảy ra. Cả hai thấy thông báo trên TV nói về vụ tấn công ở New York. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt đâm lén Vision, rồi dùng cây giáo muốn móc viên đá ra ngoài. Wanda liền đánh bay kẻ địch để cứu người yêu. Cô nhanh chóng chữa vết thương cho anh nhưng tên quái dị kia đã quay lại và kéo Vision đi nơi khác. Anh cố gắng phản công nhưng vì đang bị thương nên không phải là đối thủ của hắn. Phía dưới, Wanda đã bị Midnight tấn công nhằm cản đường cô. Tuy nhiên ả cũng chỉ trụ được vài phút trước khi bị người đẹp bón hành cho ngập mồm.
Sau đó cô bay lên trên đánh cho tên quái dị kia đến má nhận không ra. Trong lúc lơ là cặp đôi bị bắn lén văng xuống một ga tàu. Cứ tưởng phe này xác định chết ở đây thì phía xa một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Không ai khác đó chính là đội trưởng Mẽo. Anh cùng nàng đặc vụ Natasha kết hợp tấn công đám quái dị để cứu đồng đội. Rất nhanh mấy đứa con nuôi của quái vật tím thất bại e chề vừa bỏ chạy tụt cả quần. Cả nhóm lên phi cơ quay trở lại căn cứ Avenger. Cùng lúc này Gamora nhớ lại ký ức đau buồn khi hành tinh của cô bị Thanos thảm sát. Nhìn thấy cô bé rất có tiềm năng để trở thành một chiến binh nên hắn ta đã tha mạng và nhận nuôi Gamora. Quái vật tím tặng cô bé một con dao và dạy cách cân bằng nó. Còn phía bên ngoài, chủng tộc của cô đã bị sát hại không sót một ai. Hiện tại cô vẫn đang giữ cây dao để chờ người báo thù cho đồng bào. Gamora nhìn qua Star-Lord và cầu xin anh hãy giết mình nếu cô bị Thanos bắt. Bởi vì cô biết một bí mật liên quan đến vận mệnh của thế giới, Star-Lord đành phải thề độc để bảo vệ người yêu. Rất nhanh nhóm vệ binh Ngân Hà đã đến hành tinh Nowhere. Nơi này hoang tàn giống như vừa bị phá hủy vậy. Mọi người đi thám thính tình hình thì bắt gặp Thanos đang ép Vision giao ra viên đá thực tại. Gamora không giữ được bình tĩnh lao đến tấn công bất ngờ khiến hắn ta khuỵu xuống đất mà chết. Tuy nhiên đó chỉ là một cú lừa đến từ vị trí của quái vật tím. Hắn ta đã sử dụng viên đá thực tại để tạo ra một không gian ba chiều khác. Sau đó, cắt khúc hai người trong nhóm vệ binh thành nhiều hình dạng khác nhau. Star-Lord cầm súng đe dọa Thanos phải thả Gamora ra, nhưng cô lại kêu anh hãy giết mình như đã hứa. Vì sự an nguy của vũ trụ không còn cách nào khác anh phải nổ súng. Nhưng đạn thì không thấy, chỉ thấy mỗi bong bóng bay ra. Thanos không giết bọn họ mà dùng viên đá không gian đưa Gamora về hành tinh Titan. Hai người còn lại cũng trở lại hình dáng ban đầu. Cùng lúc này tại trụ sở Avenger, những siêu anh hùng cuối cùng cũng đã tập hợp lại với nhau. Tiến sĩ Banner xuất hiện khiến Natasha không tin vào mắt mình. Anh kể cho mọi người biết về kế hoạch định hình lại dân số vũ trụ của quái vật tím. Vision cho rằng nên phá hủy viên đá trí tuệ trên trán anh. Người đủ sức mạnh làm được việc đó chỉ có Wanda mà thôi. Nhưng cô không đồng ý làm việc này. Banner nói rằng vẫn có cách tách viên đá ra khỏi người Vision mà không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là mọi người nhanh chóng di chuyển đến vương quốc Wakanda để nhiều giúp đỡ. Ở đâu đó ngoài vũ trụ, Ebony dùng vô số mảnh băng nhọn đâm vào người bác sĩ Strange để ép ông giao viên đá thời gian ra. Tony ở gần đó đang tìm cách cứu bác sĩ thì thằng cháu nhện nhọ lù lù xuất hiện. Anh kêu Peter nên quay trở về vì nơi này rất nguy hiểm. Cậu nhóc nói rằng cháu sẽ không thể làm một người hàng xóm tốt bụng nếu xung quanh không còn một ai. Thấy cũng hợp lý nên Tony đành chấp nhận cho Peter theo. Sau đó, anh xuất hiện sau lưng tên phù thủy xấu ra rồi bắn thủng một lỗ trên tàu. Áp suất chênh lệch quá lớn đã hút Ebony bay ra bên ngoài. Bác sĩ Strange cũng bị hút theo nhưng Peter đã xuất tơ kịp thời giữ ông lại. Ba người họp bàn kế hoạch tiến đến hành tinh Titan để triệt hạ quái vật tím. Bên này, hắn ta đang làm mọi cách để dụ dỗ Gamora chỉ nơi cất giấu viên đá linh hồn. Thanos liền mang Nebula treo lên để uy hiếp cô, thấy người chị em của mình đang gặp nguy hiểm nên Gamora đành phải nói ra nơi cất giấu viên đá linh hồn. Trở lại với Thor, anh đang trên đường đến lò rèn của vũ trụ, chôn lùi thấy bé Thỏ bị mất một bên cửa sổ tâm hồn nên đã tặng cho anh một màn hình mới. Thor hạnh phúc gắn nó vào ngay mà quên vệ sinh sạch trước khi dùng. Rất nhanh họ đã đến được nơi cần đến, nhưng trước mắt họ là một hành tinh không còn dấu hiệu của sự sống. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra với nơi này. Lúc này, Groff phát hiện một cái găng tay giống với cái của Thanos. Đột nhiên một người lùn xuất hiện tấn công bé Thỏ. Mặc dù gọi là người lùn nhưng anh ta bự gấp vài lần bé Thỏ. Ichi đổ lỗi cho Asgard đã không bảo vệ cho họ theo đúng hiệp ước. Nhưng mà đến Asgard còn bị phá hủy thì làm sao bảo vệ được ai? Ichi nói rằng Thanos đã đến đây để ép người lùn tạo ra găng tay vô cực. Nhưng khi rèn xong hắn đã giết chết tất cả người lùn trên hành tinh này. Hắn để cho Ichi sống sót nhưng lại chặt hai bàn tay của anh ta để không thể rèn vũ khí được nữa. Thor phẫn nộ nói rằng chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt tên quái vật tím khốn nạn đó. Ichi dẫn mọi người đến lò rèn vũ khí nhưng ngọn lửa của nơi này đã bị tắt. Vì vậy, nhiệm vụ của bọn họ là đánh thức ngôi sao lùn đang hấp hối. Bé Thỏ buộc sợi dây vào phi thuyền để cho rocket tăng hết tốc lực kéo các vòng xoay. Rất nhanh những khối băng kìm hãm đã vỡ vụn. Ngôi sao lùn rực cháy trở lại chiếu một nguồn năng lượng cực mạnh về hướng lò rèn. Tuy nhiên, trước những điều khiển ánh sáng để nấu chảy kim loại đã bị mất, Thor quyết định dùng bản thân mình để mở cánh cổng đó nhận ánh sáng. Người lùn cảnh báo anh có thể sẽ chết vì làm như vậy. Bé Thỏ không quan tâm liền mở cánh cổng để cho ánh sáng xuyên qua. Lò rèn khổng lồ đã tắt ngay rực cháy trở lại. Ngay khi kim loại được tan chảy thì Ichi cũng bắt đầu tạo hình cây búa. Lúc này Thor không chịu nổi nữa liền rơi xuống đất bất tỉnh. Còn bên này người cây Groth đã hy sinh cánh tay của mình để làm cán. Giờ đây vũ khí mạnh nhất vũ trụ đã được ra đời. Bên kia phi thuyền của Thanos do người sắt điều khiển đã đến được hành tinh Titan. Do không biết hạ cánh thế nào nên bác sĩ Strange phải dùng phép thuật để bảo vệ mọi người khỏi vụ va chạm.
Đồng lúc này nhện nhọ cảm nhận được có gì đó đang đến. Quả lựu đạn phát nổ khiến ba người văng ra xa, hóa ra nó là của nhóm vệ binh ngân hà. Bọn họ tưởng cả ba là người của Thanos nên tấn công trước cho chắc cú, hai bên lao vào giao đấu nhau ác liệt. Nhóm vệ binh trông phèn chứ vậy mà cũng ngang tài ngang sức với nhóm siêu anh hùng. Star-Lord khống chế nhện nhọ thì Tony cũng khống chế ngược lại Drake. Sau một hồi đấu võ miệng họ chợt nhận ra mình cùng chung một thuyền. Lúc này Tony lên kế hoạch khi tên quái vật tím trở về tất cả sẽ hợp sức lấy chiếc găng tay vô cực. Bác sĩ Strange ngồi một bên dùng viên đá thời gian để đọc tương lai của trận chiến này. Và thật may mắn chúng ta có một cơ hội chiến thắng trong 14 triệu viễn cảnh có thể xảy ra. Trong khi đó, Thanos đã dẫn Gamora đến hành tinh vô miền nơi cất giấu viên đá tâm linh. Cả hai nhanh chóng gặp được đầu lâu đỏ. Ông ta cho biết kiếp trước mình từng là người đi tìm những viên đá và ông ta đã từng có một viên đá trong tay. Tuy nhiên, sọ đỏ bị nguyền rủa nơi đây để chỉ dẫn người khác đến lấy kho báu mà hắn không bao giờ được nắm giữ. Ông ta nói rằng muốn lấy viên đá thì phải mất đi một thứ mà mình yêu thương nhất. Linh hồn đổi lấy linh hồn, Gamora cười lớn vì cô cho rằng Thanos là một kẻ máu lạnh không biết yêu quý ai bao giờ. Nhưng không ngờ hắn ta lại đang rơi lệ vì cô chính là người mà hắn yêu thương nhất. Gamora định dùng dao để tự sát nhưng con dao đã biến thành bong bóng. Thanos nói lời xin lỗi rồi đẩy con gái xuống đáy vực. Và hắn ta có viên đá vô cực thứ tư. Hắn bất chấp cả người yêu thương nhất vì quyền năng. Lúc này tại trái đất, nhóm Avenger đã đến được vương quốc Wakanda. Đích thân đức vua T'Chaka cũng là chiến binh báo đến ra tiếp đón bọn họ. Cô em gái của đức vua tuy còn nhỏ nhưng là một nhà khoa học tài năng. Sau khi quét toàn bộ cơ thể của Vision, công chúa Shuri nói rằng nếu muốn lấy viên đá tâm trí ra ngoài thì cần rất nhiều thời gian. Khi ấy, nữ tướng Oko phát hiện một vật tình ngoài hành tinh đang xâm nhập vào trái đất. Đó chính là đội quân do Thanos cử đến để lấy viên đá. Một chiếc phi thuyền rơi vào máy vòng bảo vệ liền phát nổ ngay lập tức, những chiếc còn lại sợ quá hạ ở bên ngoài cho an toàn. Báo đen hạ lệnh cho toàn bộ quân đội chuẩn bị nghênh chiến, rất nhanh quân đội hoàng gia Wakanda đã xuất kích. Banner sử dụng bộ giáp khổng lồ của người sắt nhưng đang tung tăng bay nhảy lại vấp phải cục đá ngã cắm mặt xuống đất. Bên ngoài hai đứa con của Thanos đang dàn trận để phá hủy mái vòng bảo vệ. Ngay lập tức Midnight lệnh cho binh đoàn quái vật lao lên, bọn này giống cảm tử quân cứ liều mạng xông qua kết giới. Với số lượng còn đông hơn cả quân nguyên chúng chia nhau ra bao vây xung quanh. Báo đen thấy vậy liền ra lệnh mở một phần mái vòm để giết chúng từ từ. Những chiến binh cũng đã chuẩn bị cho một cái chết vinh quang nhất. Kết giới vừa mở quân địch liền ổ ạt tràn vào bên trong như kiến vỡ tổ. Trận chiến long trời lở đất diễn ra ác liệt. Mặc dù cố hết sức để chiến đấu nhưng đám quái vật này không những đông mà còn khỏe. Chúng nhanh chóng áp đảo hoàn toàn chiến trận. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu xuống trái đất. Bé thỏ xuất hiện cầm cây búa mới. Nhờ đó mà mọi người lấy lại được tinh thần tiếp tục chiến đấu. Với hàng nóng ở trong tay anh nhanh chóng nện một búa sấm sét xuống đất khiến quân địch đổ gục luôn. Sau khi có trong tay viên đá, linh hồn Thanos liền trở lại Titan để đoạt viên đá thời gian của bác sĩ Strange. Hắn dùng viên đá thực tại cho mọi người thấy cảnh hành tinh của mình khi chưa bị phá hủy. Quái vật tím nói rằng Titan cũng giống rất nhiều hành tinh khác có quá nhiều miệng ăn, trong khi nguồn tài nguyên thì không phải vô hạn. Để tránh bị tự diệt, hắn đã tiêu diệt một nửa hành tinh. Bác sĩ Strange liền đứng dậy phản đối kế hoạch giết chết một nửa vũ trụ. Thanos nói rằng nếu có đủ 6 viên đá ta sẽ thực hiện nó chỉ bằng một cái búng tay. Bác sĩ hỏi sau đó ngươi sẽ làm gì? Đang mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp thì bị Tony đẩy một cột trụ lớn đè xuống. Tuy nhiên hắn ta có thể dễ dàng phá vỡ tảng đá bằng găng tay vô cực. Biết đó chính là nguồn sức mạnh của quái vật tím nên toàn đội hợp lực tấn công không cho hắn có cơ hội sử dụng chiếc găng tay. Phải khổ sở lắm mới có thể khống chế được tâm trí Thanos. Lúc này cô nàng Mantis vô tình cảm nhận được hắn đang đau khổ tột độ. Star-Lord biết hắn đã giết chết Kam-Uralin liền nổi điên. Thay vì lấy chiếc găng tay ra thì anh lại đi đường quyền liên tiếp vào mặt hắn. Thế là Thanos tỉnh lại đánh cho cả đám sắp mặt. Giờ đây không còn ai có thể ngăn cản nổi hắn nữa rồi. Ngay cả người sắt với công hệ nano tạo giáp cũng bị bón hành. Ngay khi Thanos định kết liễu tỷ phú thì bác sĩ Strange đã cầu xin hắn tha mạng cho người đồng đội. Đổi lại ông sẽ giao viên đá thời gian cho hắn. Giờ đây quái vật tím đã có được 5 viên đá vô cực. Hắn lập tức mở cổng không gian đến trái đất để lấy viên đá cuối cùng.
Khi ấy, công chúa Shuri đang sắp xếp lại các dây thần kinh cho Vision. Còn ở bên ngoài, đám quái vật càng lúc càng đông, chôn lùi cùng chiến binh mùa đông phối hợp khá ăn ý với nhau. Đội trưởng Mẽo với bé Thỏ cũng hợp lại thành một cặp. Tiện thể giới thiệu luôn anh bạn người cây Groot. Đúng lúc này, một cỗ máy đào đất khổng lồ xuyên qua khỏi kết giới. Wanda thấy vậy liền lao xuống tham chiến. Cô dùng sức mạnh của mình nhấc bổng các bánh xe lên rồi ném thẳng vào lũ quái vật. Midnight nhanh chóng liên lạc cho đồng bọn tràn vào lấy viên đá vô cực. Nhưng hắn ta ngay lập tức bị Vision lôi ra bên ngoài. Banner nhận được tin liền chạy đến chi viện cho người bạn. Tuy nhiên, tên to xác đã chặn anh lại rồi kéo anh ra một góc để đánh nhau. Hắn dùng búa chặt đứt một cánh tay người máy. Tình hình nguy hiểm, Banner gọi Hulk ra hỗ trợ nhưng bé bự sợ bị đánh không dám xuất hiện. Không dùng chân tay được thì dùng đến não vậy. Anh dùng cánh tay robot trói hắn lại rồi khởi động tên lửa kéo kẻ địch lên trên mái vòm. Rất nhanh, tên to xác đã bị nổ tan thành cho bụi. Bên kia, Vision không đánh lại tên quái dị nên bị hắn xiên cho một phát. Đội trưởng đến kịp lúc giải nguy cho đồng đội. Hắn ta không phải dạng vừa khi có thể đánh trên cơ cả đội trưởng lẫn Vision. Đang định ép Steve ngạt thở thì đột nhiên bị ngọn giáo đâm xuyên người, thì ra chính Vision đã kết liễu tên quái dị này. Phía bên kia là trận chiến giữa những người phụ nữ. Midnight tuy rất mạnh nhưng một đánh ba. Bị Wanda khống chế rồi ném thẳng vào bánh xe khổng lồ đang lao đến. Sau đó cô nhanh chóng chạy đến chỗ người yêu. Đúng lúc này Thanos xuất hiện, mọi người trong nhóm ở Avenger lên tấn công nhưng không một ai có thể động vào cơ thể của hắn. Thấy tình hình bất lợi nên Vision mong muốn Wanda lấy hòn đá khỏi trán anh rồi phá hủy nó. Wanda dùng hết sức được phá hủy viên đá trí tuệ, những người còn lại cố gắng liều mạng để cản bước tiến của Thanos. Rất nhanh, phòng tuyến cuối cùng là đội trưởng cũng thất thủ, Wanda khi ấy cũng đã phá hủy được viên đá. Nhưng điều mọi người không ngờ tới đó chính là quái vật tím có viên đá thời gian. Hắn quay ngược lại khoảnh khắc Vision chưa chết để lấy viên đá trí tuệ, cuối cùng hắn cũng đã có đủ 6 viên đá trong tay. Đột nhiên lúc này từ trên trời tia sét cực mạnh hướng thẳng với Thanos. Thor đã ghim thẳng búa vào lòng ngực. Tuy nhiên hắn nói lẽ ra anh nên ngắm vào đầu hắn mới phải. Quái vật tím đưa tay lên búng một phát đã thấy mình ở cảnh khác. Cô bé Gamora hỏi ông đã mất bao nhiêu để hoàn thành mục đích. Thanos buồn bã trả lời ta đã mất tất cả. Trở lại hiện tại, cánh tay của hắn ta đã cháy đen sau khi thực hiện cú búng tay. Hắn nhanh chóng mở cổng không gian chim én đi. Ngay sau đó là một nửa sinh mạng trong vũ trụ tan biến vào hư vô. Ngay cả những siêu anh hùng cũng không thoát khỏi cái kết đầy bi thương này trên hành tinh Titan. Tony đau khổ nhìn những người đồng đội vừa chiến đấu với mình đang biến mất trước mắt. Vậy những người còn sống sót sẽ tiếp tục chiến đấu hay cúi đầu chịu thua số phận? Sau cuộc chiến vô cực, cụ tổ Thanos thực hiện cái búng tay, kết quả là bay màu ngẫu nhiên một nửa thế giới không hề thiên vị, còn người sắt thì sống lay lắt trong con tàu hỏng bên ngoài không gian. Cách ly đến ngày thứ 22 thì gói mì tôm cuối cùng cũng hết. Tony thân hình ốm yếu nhắn lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần, cứ nghĩ rằng cuộc chơi đến đây là hết. Bất ngờ một nguồn sáng chói lóa xuất hiện, nữ đội trưởng vô tình đi ngang qua, thế là con vợ kéo luôn cả cái tàu không gian to tổ bố về tới trái đất. Đã 23 ngày kể từ cái búng tay tử thần, quái vật tím trốn đi đâu đó mà đội trưởng Mỹ không thể nào tìm ra nổi. Bất ngờ thay, cô con gái nuôi Thanos lại biết, bởi cha nuôi Thanos của cô có sở thích chơi đồ và nhai cỏ Mỹ. Trong hợp thấy trong vũ trụ có một hành tinh toàn những món này, 100% là hắn đang ở đó. Lập tức cả nhóm lên kế hoạch tới đó giết quái vật tím trả thù, nhất là anh bạn Thor vẫn cay giái vì tập trước thua hắn. Rất nhanh mọi người lên tàu không gian thực hiện bước nhảy vũ trụ, vài giây sau đã đến hành tinh Thiên Đường, một hành tinh thiên nhiên tuyệt đẹp chỉ toàn hàng cấm. Thanos ngày nào cũng ra hái quả, mang vào chuẩn bị lên đồ thì bất ngờ một luồng sáng bắn tới, nữ đội trưởng lao vào khóa cổ cộng thêm hai con robot giữ tay. Thor dễ dàng chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng mà năm cái hột xoàn của ta đâu rồi? Hóa ra quái vật tím biết trước kế hoạch của mọi người nên đã phá hủy chúng. Mọi người còn đang tra hỏi xem có cách nào khác không, mà thần sấm đã nổi cơn đanh đá chặt đứt miệng nó cái đầu. Có lẽ anh hơi nóng vội để rửa cơn bực ở tập trước. 5 năm sau, mặc dù dân số trái đất đã giảm một nửa, nhưng không khí ảm đạm vì ai cũng mất người thân. Lúc này tại cái ô tô cũ nơi người kiến bị kẹt trong lượng tử giới, vô tình một con chuột kích hoạt chiếc máy đưa người kiến trở lại. Vì ở trong lượng tử giới nên anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái búng tay, người kiến lập tức lao tới tổng đài biệt đội. Chỉ cho đội trưởng và Natasha vì sao anh ta còn sống, 5 năm bị kẹt trong lượng tử chỉ ngắn y như 5 ngày. Vì thế chắc chắn sẽ có cách để lợi dụng lượng tử giới để có thể nhảy đến thời điểm trước khi Thanos ra tay. Mà người đủ thông minh để tạo ra cỗ máy thời gian này chỉ có thể là tỷ phú Tony Stark. Mà khi này anh đã rút lui và có con gái cùng nữ thư ký của mình, nhưng nghe đến cỗ máy thời gian người sắt cũng sửng sốt, đối với nhân loại thì nó mới chỉ là ý tưởng mà thôi. Anh chỉ muốn dừng lại và sống an nhàn cùng cô con gái bé nhỏ. Nhóm người chỉ còn biết hy vọng vào một bộ não to hơn,
đó chính là bé bự vui tính. Mà bây giờ anh đã hòa nhập cùng Húc thành một bản thể, công việc hàng ngày là bế voi đi ỉa và dắt hà mã đi chơi. Nên ngày tới chế tạo cỗ máy thời gian anh không hề hứng thú. Quay lại với Tony ở nhà nhìn lại bức ảnh cũ, bất chợt nhớ về thuật toán sơ đồ Mobius năm xưa, rồi đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt, đó chính là lời giải cho cỗ máy thời gian. Biết rằng hành trình cứu thế giới có thể mất mạng, anh hôn tạm biệt con gái bé nhỏ chuẩn bị lên đường. Sáng hôm sau tại trụ sở Avenger, nhóm người chuẩn bị cho Scott vào thế giới lượng tử một lần nữa. 3 giây sau quay lại đã biến thành Scott trẻ con, lần thứ 2 quay ra lại là Scott già cọ, xem chừng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho vấn đề. Rất may mắn sau nhiều lần thì Scott mới quay trở lại được, đội trưởng Mẽo đang chán đời vì không biết làm thế nào. Thì rốt cuộc tỷ phú yêu quý nhà mình cũng tới, mang theo một thiết bị định vị không gian và thời gian, cộng thêm một chiếc khiên mới mà bố của Tony để dành ở nhà. Bây giờ nhiệm vụ là tập hợp đầy đủ biệt đội siêu anh hùng để tiếp tục cuộc chiến. Húc và Chồn Lùi có nhiệm vụ đi mời thần sấm. Sau 5 năm ăn chơi đã tích được vài yến mỡ ở bụng, cộng thêm cái sở thích là nghiện ngập uống bia Sài Gòn. Anh đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống, liền từ chối không đi với mọi người. Người thứ hai cần tập hợp chính là... Sau khi mất vợ con, anh trở thành một kẻ cuồng sát, suốt ngày đi chém giết những bọn tội phạm ngoài lề pháp luật ở Tokyo. Natasha khóc lóc xin mãi ba tầng mới đồng ý quay lại. Thần sấm nghênh ngang uống bia như thằng bố đời. Anh da đen đề nghị về quá khứ và giết luôn Thanos còn bé, nhưng vấn đề là thay đổi quá khứ sẽ không làm thay đổi hiện tại, mà nó chỉ tạo ra một nhánh nhỏ dòng thời gian song song với hiện tại mà thôi, nên chỉ còn cách là tìm ra 5 viên đá vô cực và thực hiện cái búng tay lần nữa. Lần thử nghiệm tiếp theo với sự trợ giúp công nghệ của người sắt, quả nhiên đã đưa được ba tầng về căn nhà năm xưa, vài giây sau anh cũng được quay trở lại thành công. Vấn đề duy nhất là mỗi lần du hành thời gian cần một hạt pin, mà hạt pin hiện tại chỉ đủ dùng cho mỗi người một chuyến duy nhất. Trở về quá khứ 6 lần tìm 6 viên đá vô cực, thất bại một lần đồng nghĩa với sôi hỏng bỏng không. Đến khi quay sang thì bé thỏ đã ngáy như lợn, mọi người ngán ngẩm chẳng biết nói gì. Viên đá đầu tiên mọi người hướng tới là viên đá thực tại, và Thor biết nhiều năm trước nó từng ở Asgard, viên đá sức mạnh thì Chồn Lùi đã từng ăn cắp ở một hành tinh. Đá linh hồn thì Nebula biết hành tinh nơi lấy chúng, đá thời gian thì bác sĩ tai mũi họng Strange nắm giữ. Vậy nếu về đúng thời điểm họ có thể lấy 3 viên đá khi đang ở New York, vậy có nghĩa họ cần chia làm 3 nhóm, một cơ hội duy nhất để mà thành công. 5 năm trước biệt đội đã thất bại nhục nhã, lần này nhất định không được mắc sai lầm. Cả nhóm đặt thời gian du hành là đúng 15 phút, ngay lập tức cỗ máy được khởi động đưa mọi người đi. Một nhóm trở lại năm 2012 khi đang xảy ra đại chiến, nơi mà nhóm siêu anh hùng cũ đang chiến đấu ở đây. 4 người cần chia ra để tìm 3 viên đá vô cực, Húc được do nhiệm vụ lên gặp bác sĩ Strange, nhưng khi này viên đá vô cực vẫn còn trên người sư phụ anh ấy. Húc nghĩ mình khỏe cứ thế tiến lên định ăn ngay, không ngờ sư phụ trưởng cho một cái hồn siêu phách lạc. Nhóm của Thor và Chồn Lùi thì quay về Asgard, Thor gặp lại được người mẹ của mình khi này còn chưa bị giết, khiến Thor xúc động nước mắt đầm đìa. Nhóm thứ 3 cũng nhanh chóng tới hành tinh đá linh hồn, mà phía bên này Thanos đã lấy được một viên đá vô cực. Nebula bản cũ khi này đang còn ở cạnh Thanos, bất chợt con chip trên đầu phát ra hình ảnh của đội siêu anh hùng, dẫn tới kế hoạch của nhóm có nguy cơ bị lộ. Bên này người sắt mới đã trở về được nhà của mình, nơi mà nhóm siêu anh hùng đang giao viên đá cho đội siêu giả. Người kiến lập tức nhận nhiệm vụ xông vào cái vali, còn người sắt thì bay ra ngoài soi vị trí thang máy để cho đội trưởng Mẽo đón đầu bên trong thang máy. Anh giả vờ nói Hydro mua 5, rất dễ dàng chiếm luôn được cây quyền trượng. Phía bên dưới chiếc vali chứa khối tay sơ ách cũng đang bị tổ chức Hydro tranh giành. Người kiến lúc này đã chui vào bên trong người sắt cũ, phá chập quả tim cho người sắt cũ rơi chiếc vali ra, rồi người kiến đá văng chiếc vali ra chỗ khác để người sắt mới giả danh một anh lính thó luôn. Đáng tiếc lại bị Húc cũ lên cơn khủng đấm văng ra, tên thần lươn lẹo lập tức nhặt lên và dùng nó biến mất. Vậy là nhiệm vụ tự dưng đã bị khổng lồ xanh phá hỏng mất rồi, trong khi này đội trưởng Mẽo vô tình đối đầu chính phiên bản cũ. Mà bản cũ lại tưởng anh là Loki biến hình, kết cục là hai phiên bản lao vào giao chiến. Đấm đá một hồi khiến chiếc quyền trượng văng xuống đất rơi ra ngoài. Mà đội trưởng mới bị đội trưởng cũ thít cổ sắp chết, vội nói ra bí mật nốt ruồi ở vùng kín, khiến phiên bản cũ bất ngờ nên mới giành được thắng lợi. Phía bé bự Húc vẫn lẽo đẽo nài nỉ Pháp Sư, bất chợt anh lỡ miệng nói sau này Dr. Strange sẽ giao đá vô cực cho Thanos. Pháp Sư lập tức hiểu ra đây chính là cơ hội duy nhất cứu thế giới này. Liền trao cho Húc viên đá thời gian mang đi. Ở cảnh khác, quái vật tím truy cập vào bộ nhớ của Nebula, liền xem được hết kế hoạch của biệt đội siêu anh hùng. Phía khác, Chồn Lùi đã tiếp cận được cô gái, lấy được viên đá thực tại liền chạy tụt quần, kịp thời cùng Thor rời đi.
Ở cảnh khác nữa, vào thời điểm Queen chuẩn bị lấy viên đá sức mạnh, Nebula bất ngờ đánh Ebony ngất anh rồi tự mình vào lấy hòn đá. Xong việc rồi hai người trở về nhà thì Nebula lại trục trặc. Nguyên nhân là quái vật tím đang điều khiển phiên bản bên này, lập tức hiểu ra bọn kia đang muốn đảo ngược cái búng tay của hắn ở tương lai. Vậy thì bây giờ hắn sẽ phải ngăn chặn tụi kia tìm được 6 viên đá vô cực. Bên này Nebula mới nhận ra Thanos đã biết hết mọi chuyện, lập tức chạy về báo cho mọi người. Không ngờ rằng chưa kịp nói thì Thanos đã đến bắt đi. Phía khác, người sắt đang chán đời vì làm mất khối Tesseract, đột nhiên nghĩ ra cách vừa lấy được Tesseract vừa lấy thêm được hạt pin, đó là tiếp tục di chuyển về năm 1970. Đến tổ chức năm xưa đã đào tạo ra đội trưởng Mẽo để Tony trộm khối Tesseract từ tận hồi đó, nhưng vừa cho được vào vali thì gặp lại cha anh hồi trẻ. Rất may ông là người thân thiện không nghi ngờ gì, đội trưởng Mẽo thì vào phòng thí nghiệm trộm luôn 4 hạt pin, mà khi trở ra anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Cảm xúc dâng trào đến nghẹn đắng cả con tim, còn tỷ phú Tony cũng được ông bố đưa tiễn ra ngoài cổng. Người sắt nhắn nhủ với ông một điều thật lòng, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ. Phía khác, Nebula cũ đã bị Nebula mới chiếm mất cái vòng điều khiển, cô ta sẽ thế thân trà trộn vào nhóm siêu anh hùng để phá hoại từ bên trong. Khi này Natasha và anh bạn đã tới hành tinh đá linh hồn, lập tức kẻ dẫn đường chỉ cho hai người cách để lấy đá, đó là phải hy sinh tính mạng người mình yêu quý. Một linh hồn sẽ phải ở lại để đổi lấy viên đá này, cả hai người lúc này đều muốn hy sinh để cho đối phương được sống, nên đánh nhau để giành được phần hy sinh. Đúng lúc ba tầng lao ra để hy sinh, bất ngờ Natasha cũng đuổi theo phóng rồi buộc anh ta lại, cô nhất quyết hy sinh bản thân để cứu mọi người. Quả nhiên cái chết của Natasha đã đổi lại được viên đá linh hồn trong tay ba tầng. Vậy là cả nhóm thành công lấy được 6 viên đá vô cực mang về, chỉ có điều Natasha đã phải ra đi mãi mãi. Còn Nebula đến đây cũng là người của Thanos cài vào, mọi người nén nhịn đau thương thành công chế tạo găng tay vô cực. Câu hỏi là thằng óc nào sẽ đủ can đảm thực hiện búng tay, tho nhận trách nhiệm búng tay để lấy lại thể diện, nhưng người thích hợp nhất vẫn là người khổng lồ xanh. Mọi người đang bàn tán nên không để ý Nebula đã mở cánh cổng không gian bên ngoài, lập tức tàu chiến của quái vật tím theo cánh cổng không gian bay tới. Phía bên trong khi bé bự mới chỉ đeo găng tay, nhưng xem chừng sức mạnh quá lớn khiến anh sắp bị hủy diệt. Cố hết anh cũng búng tay được một lần, quả nhiên mọi thứ đã quay trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. Đúng lúc này tàu chiến của Thanos phóng ra tên lửa, phá hủy hết căn cứ của Avenger, tạo thành một hố sâu thăm thẳm. Rất may anh người kiến kịp thu nhỏ nên không bị hỏng hóc. Ba tầng tỉnh lại nhanh chóng tìm thấy găng tay vô cực, như lũ quái vật cũng đã kịp đuổi tới nơi, Thanos hạ cánh xuống trái đất mang theo bầu trời u tối. Gamora ở trên phi thuyền cũng tò mò hỏi Nebula mới về tương lai. Khi biết được quái vật tím muốn hủy diệt vũ trụ liền đổi ý muốn chống lại hắn. Dưới mặt đất ba người an toàn bước ra, đã nhìn thấy con vợ Thanos ngồi sẵn bên ngoài chờ họ. Có nghĩa rằng hắn vẫn chưa tìm thấy găng tay vô cực ở đây. Thần sấm Thor quyết một lần chơi lớn triệu hồi cả Mjoln và Breaker. Xong cả ba tiếng lên muốn một lần sống mái với hắn. Quả nhiên là một lũ cứng đầu cứng cổ, vì vậy tao quyết định sẽ hủy diệt toàn bộ cái vũ trụ này, rồi tạo ra một vũ trụ chỉ toàn gái xinh và những con vợ ngoan ngoãn. Vừa nói xong thì cả đám lao vào chiến đấu, chả nể nang bố con thằng nào. Bên dưới đống đổ nát mọi người đang hết sức nguy kịch, cũng bị những con quái đuổi theo tới cùng, đến khi thoát được lên trên lại vô tình trao ngay găng tay cho Nebula giả. Rất may là cô chị Gamora đã quay trở lại trợ giúp loài người, Gamora cho cô em cơ hội từ bỏ, nhưng vì trung thành với Thanos nên chấp nhận hy sinh. Phía bên ngoài ba người vẫn đồng dâm hiệp lực, cố gắng mọi cách ra đòn tấn công, không ngờ búa của Thor ném ra trúng mặt người sắt khiến anh ngất lịm. Chỉ còn Thor nghĩ mình ngon lao vào, kết cục bị Thanos bón hành cho ăn no nê, quả nhiên tên quái vật tím này khỏe đến kinh khủng khiếp. Đúng lúc hắn sắp ép chết thần Thor thì đột nhiên đội trưởng Mẽo đã quay trở lại và lợi hại hơn nhiều, quay tay một hồi bắn luôn vào mồm Thanos. Tiếp tục đổi 36 tư thế bón hành cho Thanos ngập mồm, con vợ kết hợp cả thiên và búa quả nhiên làm cho tên quái vật tím khốn khổ, nhưng xin lỗi đời bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá. Thanos phát thần cầm đao chém như điên, đả thương đội trưởng còn làm hất văng cây búa, chém cho mấy nhát. Nát hết cả khiên siêu cứng của đội trưởng nhà mình. Chả lẽ nào cứ thế thất bại một lần nữa hay sao, nhưng biết dựa vào ai khi mọi người đều đã gục ngã. Hơn nữa Thanos cũng thả hết quân đội của mình tới nơi, còn bọn quái vật xùi màu gà với đầu mưng mủ. Nhưng với ý chí chiến đấu kiên cường, đội trưởng vẫn quyết tâm đứng dậy cho dù có phải một mình đấu lại cả binh đoàn kia. Nhưng thực sự anh không chỉ có một mình, đột nhiên những cánh cổng thời gian mở ra. Một khung cảnh hùng tráng mà không một mỹ từ nào trên nhân gian có thể mô tả được, nó như một nút thắt khiến con tim nghẹn ngào khó thở. Toàn bộ nhân loại đã sống lại sau cái búng tay, tất cả cùng quay về đây đồng tâm hiệp lực bảo vệ thế giới. Đó chính là cơ hội 1/14 triệu mà bác sĩ Strange tính trước 10 năm, bây giờ nói cho nhanh là méo kiêng nể mẹ con thằng nào, cứ thằng nào đối diện với mình thì mình phang phập.
mà tao trình to tao dùng búa to, mày trình bé thì dùng búa bé. Peter lúc này gặp lại chú của mình hết sức vui mừng, đã 5 năm thật sự là cháu nhớ chú quá. Mà đột nhiên lúc này mọi người hiểu ra một chuyện, phải đưa trả viên đá vô cực về nơi họ vừa lấy, để tránh Thanos thực hiện tiếp cái búng tay. Đó là đưa vào cái xe tải của anh người kiến, bởi đây là đường hầm lượng tử cuối cùng, đây là cơ hội duy nhất trong triệu khả năng phải thử, nếu tôi nói cho anh thì nó không xảy ra nữa đâu. Đúng lúc này quái vật tím phát hiện ba tầng đang vác cái găng tay vô cực, chiến binh báo đen mạnh mẽ hơn nhận nhiệm vụ mang nó tới xe tải. Vừa hay Thanos đánh rơi găng tay ra thì Wanda cũng tới, cố gắng cầm chân hắn để người nhện tiếp tục nhiệm vụ. Phải công nhận Wanda là siêu anh hùng cực khỏe, đánh bật vũ khí của Thanos đi. Còn vận công khống chế cho quái vật tím cứng người không làm gì được, khiến hắn phải ra lệnh thả cơn mưa đạn từ chiếc phi thuyền, những nguồn sáng bắn ra khiến con sông vỡ bờ. Bác sĩ Strange lại phải vận công ngăn dòng nước lại, mà bên này người nhện cũng bị cơn mưa đạn bắn trúng. Nhưng đột nhiên phi thuyền địch đổi hướng bắn vào không trung, thì ra đó là cách đội trưởng quay trở lại phá hủy luôn cái phi thuyền. Thanos nhận ra liền chán luôn. Thôi cái găng tay cứ giao cho các thím, các bà thím sẽ dọn đường đến chiếc xe tải kia, nữ đội trưởng bay thẳng một mạch. Thanos nhận ra liền phá hủy cả chiếc xe, rồi lao tới vồ chiếc răng nhưng thần sấm cản lại. Cộng thêm cả đội trưởng mẽo gồng mình ép chết quái vật tím nhận ra liền, nhưng kẻ khổng lồ này khỏe kinh tởm, vẫn lấy được găng tay vô cực. Đội trưởng cũng chả làm được gì, mà cuối cùng hắn đã đeo được xong găng tay vô cực, giờ bà thím mới lao đến thì đã quá muộn. Thanos lấy một viên đá, đấm bay bà thím văng đi. Đột nhiên lúc này bác sĩ giơ tay lên một ngón, người sắt chợt hiểu ra đây là cơ hội cuối cùng. Anh lao vào tóm lấy găng tay rồi để cho hắn đánh bật lại. Thanos búng tay nhưng chả thấy cái nghĩa gì, bởi người sắt nhanh tay đã đổi mất găng tay rồi còn đâu. Sau cái búng tay toàn bộ quân đội của quái vật tím tan biến. Bao nhiêu nỗ lực khát khao của hắn vỡ vụn ngay trước mặt. Con vợ chán đời ngồi phệt xuống đất chả biết nói gì nữa, rồi cơ thể cũng hóa thành cho bụi bay đi. Sau cái búng tay cơ thể người sắt cũng bị hủy hoại một nửa. Chúng ta thắng cuộc chiến rồi nhưng lại phải hy sinh một con người được yêu thích nhất. Tony vốn đang là một ông bố tuyệt vời, bỏ lại người vợ và con gái nhỏ cứ thế ra đi mãi mãi. Sự hy sinh của Tony đã đổi lại hòa bình cho toàn nhân loại, với thông điệp chỉ mong mọi người được sống tốt hơn mỗi ngày. Nhớ rằng là bố yêu con là 300.000 lần đấy nhé. Cuối cùng trái tim của người sắt được thả đi. Trước sự đau buồn của hết thảy mọi người đưa tiễn, thực sự người đàn ông cứng rắn cũng muốn chảy nước mắt trước khung cảnh này. Tho bụng phệ nộp CV xin chân vào biệt đội giải cứu ngân hà, nhưng cứ tự nhiên như rùa hiến quyên ngứa mắt. Đội trưởng nhận nhiệm vụ đưa những viên đá vô cực trả về quá khứ, nhưng một đi và không trở lại thực tại, bởi vì anh quyết định sống trong quá khứ như một người bình thường. Không tiêm thuốc tăng trưởng để sống như bao người khác. Có lẽ có sinh có tử nó mới đáng sống hơn việc ngày nào cũng trẻ như ngày nào. Không ngờ sống bất tử mãi thế mà cũng chán. Thà làm một con người bình thường mà được yêu còn hơn. Phim thứ 22 của Marvel đã kết thúc việc đội siêu anh hùng và mở ra một chương mới. Nhớ like, đăng ký và bật chuông thông báo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.